Cái đó em không biết nha. Thêm một cái câu hỏi nó khá là tế nhị nữa. Hỏi kỳ vậy, hỏi hoài vậy. Cởi túi. Chị người ta mà sao hỏi hoài vậy? Ủa cởi túi, tôi lên đây. À, quan trọng là cái nhiệm vụ đây nè. Ủa hả? À, tư vấn. Quên. À, rồi, hỏi. Trong cái lúc mà là chị bầu, vừa sinh xong ra thì tự nhiên là mình thường phải kiêng cử một vài tháng chứ đúng không? Anh kiêng cử mấy tháng? Hồng quá, đúng mày chắc hồng quá. Làm sao được, bởi vì đàn ông nhu cầu hình như là cao, hết, em biết. Khoảng hết tuần là anh khoảng được khoảng 7 ngày hả? Rồi ghê nè. Bắt đầu khó chịu rồi. Rồi sao anh lúc đó làm sao? Lúc đó chị mời thì vừa sinh xong. Ngại không? Cảm giác ngại không? Vừa sinh xong thì như bác sĩ bảo là không được. Mấy tháng? Ít nhất là phải một tháng đó. Ít nhất là phải một tháng không được đó. Anh còn nhớ khi nào không? Còn nhớ. Nó nói là ngày quá. Có đâu, bình thường nhẹ nhẹ thôi. Không đến tháng đó. Trời ơi, vậy là 10 ngày. Đừng nói nha. Trời ơi, vậy là 7 ngày. Chắc là tâm đó. 7 ngày, trời nhỏ mới đẻ 7 ngày. Người vợ mà vừa mới sinh xong đó nha. Có một cái cảm giác mà là em nghĩ rằng đa phần đàn ông chúng ta hay bị bỏ quên là các chị rất bị tự ti về cơ thể của mình. Đối với lại những chị mà là bị rạn da đó, cái cảm giác khi mà là vừa sinh nở xong, tự nhiên nhìn cơ thể của mình nó không còn như xưa nữa, nó các bà rất là buồn. Đúng. Nhưng mà là đôi lúc nha, các ông thì lại không có nghĩ nhiều tới cái vấn đề đó mà chỉ nghĩ cho bản thân mình là thì giờ sinh xong rồi đúng không, em nghĩ cũng khỏe rồi đúng không, thì bây giờ thôi thì mình cứ bắt đầu sinh hoạt lại bình thường đi. Có rất là nhiều trường hợp chính vì cái sự không quan tâm đó mà vừa sinh xong, đùng xong cái vài tháng khi mà con chưa được một tuổi nữa, gia đình bắt đầu sẽ là lục đục, và sau đó là tự nhiên đùng xong cái chia tay luôn. Đó là một cái mà là Trai hy vọng rằng là các ông bố, mọi người nên hãy nghĩ về người vợ của mình cũng như là người phụ nữ của mình nhiều hơn tí xíu. Cảm xúc của họ khi mà sau khi sinh xong sẽ như thế nào? Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị, các bạn đang xem chương trình Các ông bố nói gì. Mà biết tin vợ mình có bầu, anh cảm thấy như sao? Rất là hạnh phúc, rất là vui. Mà anh còn nhớ là cái buổi đó là vợ anh báo tin cho anh như thế nào không? Có bất ngờ không? Hôm đó Lâm Trần Huy diễn ở Hà Nội. Rồi. Thì hai đứa quen nhau lần lúc đầu thì xác định là chưa thông báo với cha mẹ. Dạ. Mà chỉ quen chơi, nhưng mà khi biết cô bầu thì... Qua chơi, chỉ qua chơi. Làm cơm trước kẻn, sống thử đó. Qua chơi mà có thành quả. Qua chơi, thấy ghê không? Qua chơi, sao không dính bầu luôn. Sau khi nhận được cái tin báo về, Huy rất là vui mà đang diễn ở Hà Nội. Nhưng mà tranh thủ để về sớm để đưa vợ đi khám. Vui mà lâng lâng đến bây giờ. Vậy là cái lúc mà là biết tin đó, là trước đó cả hai anh chị là đều không có tính toán là sẽ có con hay là gì, hay là bất ngờ thôi? Biệt thương có tính không, nhưng mà mình thì chắc không, chắc chị tính á, em nói chị tính á. Chắc phải có tính toán á. Điều đó đẹp trai quá mà, qua chơi đồ dễ gì, phải giữ gạch liền, chăn lứ liền, đúng không? Chăn lứ liền. Trong cái khoảng thời gian đó thì công việc của anh á là chắc chắn là sẽ có sự xáo trộn. Khi Hương có bầu thì Huy thấy có động lực để mà mình đi làm hơn. Thì năm mấy anh, lúc đó năm mấy anh? Được hơn một năm. Con thì được 13 tháng rồi, nhưng mà trai gái anh? Con trai. Gái. Anh nghĩ sao về Bảo Nhi? Muốn làm xui với em không? Có. Chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm thời đổi tên, không phải là Cam Bố nói gì nữa, mà là đây là ông Mai bà mối. Ông xui nói gì? Khi mà có bầu thì chị Hương có trái tính trái nết không anh? Thật sự bầu lúc mặn gái dễ thương đáng yêu lắm, mà khi có bầu trái tính trái nết, thấy cái gì cũng chướng tai gai mắt, cái gì cũng la, cái gì cũng chửi, gì cũng cọc, bà có không anh? Khi có bầu thì thỉnh thoảng mới về thôi. Về thì thấy ngọt ngào lắm chứ. Đúng rồi, tại vì là thấy chồng mình đi làm mệt mỏi không? Khổ. Giờ về mà là kiếm chuyện nữa, là mất công, ổng mệt, ổng sẽ chết nữa, ổng buồn. Cùng sơ đi với gã nữa. Thôi sao, cái tỉnh luôn á, tới đâu là tao ơi tỉnh mà mấy em bú lợ. Vậy thì là trong cái lúc mà là chị ngán thì là chị có thèm ăn những cái món nào mà độc đáo không anh? Ăn bánh ngào. Bánh gì? Cái bánh trôi mà ở ngoài miền Trung gọi là bánh trung ngao đó. Cái bánh đó làm cái bột là bột nếp, sau này miền Trung mà. Ủa lúc đó là ở thành phố mình hả anh? Ở thành phố. Mà bắt đầu ăn cái bánh ở ngoài Trung, mà cái bánh mà em chưa nghe tên luôn á. Mà ai xúi bà ăn món đó trước vậy? Chắc là con. Mà ý đầu tiên là bà phải ăn món đó rồi bà mới biết hương vị, bà mới thèm đúng không? Lâm Trần Huy xúi. Cũng tự mình không? Huy thích ăn ngọt.
Cái lúc mà là chị thèm vậy thì anh kiếm món đó ở đâu? Mỗi lần mà Huy về thì Huy đi mua bột xong rồi về Huy nấu. Tự làm luôn hả anh? Tự làm. Wow. Trời ơi, thương quá vậy. Hương với Lâm Trần Huy buồn cười lắm. Tức là đặt tên cho con. Lâm Trần Huy đặt tên là Hoàng Phi Hùng. Hương thì thích là Hoàng Phúc Hưng. Lâm Trần Huy mới sờ vào bụng bầu của vợ này là nếu mà là con thích Hoàng Phi Hùng thì con đạp. Sờ vào là con đạp 3 lần. 3 lần thích tên Hoàng Phi Hùng, còn Hoàng Phúc Hưng thì có 1 lần. Tôi cũng đặt tên Hoàng Phi Hùng. Ông Hoàng Phi Hùng nghe nó oai hơn đúng không? Đúng rồi, nghe nó mạnh mẽ anh. Cái gì Hoàng nó Hoàng Phúc Hưng em nghe giống bên bất động sản hay sao? Bên đất đất rồi sao? Trước đó là anh đã đi diễn nhiều rồi là hay sau đó là anh bắt buộc bản thân mình phải đi diễn nhiều hơn để mà có thể chăm lo cho gia đình mình tốt hơn. Như quý vị đã biết là Huy sống để hát, bởi vì nếu mà không hát thì Huy cũng không biết làm cái việc gì cả và chỉ thích hát thôi. Đó mà mỗi lần mà nhận số thì Huy không bao giờ bỏ số cả và chắc vợ cũng hiểu. Là lúc mà chị vừa có bầu á thì là anh có nhận số nhiều không hay là vẫn như vậy? Vẫn như vậy. Vẫn như vậy. Y chang như vậy luôn. Thường mình nhận số là mình nhận trước cả 1 tháng rồi. Vì chị thích đi hạt ấy. Nhưng mà quan trọng là anh thích con trai con gái cái lúc mà vừa cắn nghe cắn bầu thích con trai. Rồi còn đẻ con trai luôn. Em trai. Rồi còn chị Hương nhà thích con trai con gái. Con trai. Con trai luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ hiện tại có 1 đứa thôi phải không? 1 đứa. Đứa sau thích trai gái. Nhìn anh Huy như vậy thôi nhưng mà là khó ai có thể tưởng tượng được rằng á anh Huy có một cái chất giọng rất là trầm ấm. Nói thì nói nhỏ nhưng mà hát lại rất là nội lực mà nó lớn. Ào ào. Cái giọng này mà là tối tối nha, nghe anh kể chuyện chắc phê lắm. Luôn á. Chết luôn á nha. Thôi con ma. Anh vậy cái lúc á mà là chị bầu á thì là giữa hai anh chị có một cái kỷ niệm không? Lúc đó bầu được hình như là 3 tháng mấy đó là tự nhiên ba ra máu, tự nhiên ra máu bởi vì là cha mẹ gửi cái thuốc bắc vào để trắc cho Hương uống nè. Rồi là uống xong ra máu mà ra quá trời luôn. Huy đang diễn ở Hà Nội thì gọi điện mới bảo Lâm Trần Hải qua thì những người anh em qua đây đưa Hương vào bệnh viện. Vào là bác sĩ la quá trời luôn mà con không bị gì cả. Ủa mà lý do uống cái gì vậy anh? Uống cái thuốc bắc. Trong cái sự cố đó là xúc động quá cưới luôn. Cái sự cố này nó gần như là một cái lý do quyết định để anh Huy phải lấy người vợ của mình rồi. Cái duyên anh kịp trước đúng không? Vậy là do đứa con. Trời ơi thương quá. Quá trời quá đất luôn. Lúc mà là chị đang trong trường hợp như vậy mà anh không có ở bên cạnh thì chị buồn không? Chắc cũng có buồn. Mà lúc đó ai điện cho anh? Ai điện thông tin báo cho anh? À, vừa ra máu vừa điện luôn hả? Đúng rồi. Sao mà can đảm gì trời? Đảm mạnh mẽ chứ vậy? Bà điện anh mới nói làm sao nè, bà điện mới nói làm sao? Tự nhiên em ra máu, sau đây tự nhiên lại để bất cẩn như vậy, mình không biết nên mình mới la. Bởi vì ra máu là nghĩ là bé không cẩn thận để xảy con. Nói gì nói chứ đối với lại ông bà hai bên đó nha. Nhóc này là gần như là quý tử rồi, cục vàng cục kim cương rồi. Mà khổ một cái lại thích đi theo ba đi diễn hay không? Dạ. Yeah. Nghe đồn như là chỉ có 3 tháng thôi là sắp đi diễn rồi đúng không? Đi đến 8 tháng thì còn 8 tháng cái hôm Huy hạt ở Tràng Bàng. Tranh ngồi bấm đĩa ở dưới, Tranh ngồi bấm đĩa để quay phát. Chết chưa, Tranh ngồi bấm đĩa luôn. Ủa, Tranh đĩa luôn hả? Ai Tranh với ai? Hương Tranh với cái cầu bấm đĩa đó. Bấm đĩa để xem mình có tiếng gái không cả. Chứ mình có tiếng gái không. Thứ nhất, thứ hai là để quay cho mình để up YouTube đó. Thì lúc đó đang hát bài thứ hai thì ba đau. Quanh quái lúc nữa chịu không nổi sao này. Có nghĩa như là Hương đang bấm đĩa xong cái bị đau bụng. Rồi bắt đầu ngôn ngữ con đạp mạnh quá này chịu không nổi nữa, sau này Hương mới nói là thôi để cho bố hạt để mẹ bấm đĩa cho bố cái đó, sau nó ngưng luôn. Là trong khoảng thời gian mà là vợ đang bầu là 3 tháng á là bên cạnh đi nhau. Sau mọi khó khăn đó, cái lúc mà là chị lâm bồn chuẩn bị sinh nở thì cái khoảng thời gian đó anh có ở bên cạnh chị không? Ngày sinh thì là Huy đang nhận ở Vũng Tàu rồi, Huy không không cancel được, đưa vào bệnh viện. Lúc đó đang mở mới một phần tối vẫn chưa thấy đẻ, Huy vẫn đi diễn. Vừa diễn xong cho bầu số sĩ phụ là nghe gọi là bác sĩ gọi là Hương sinh rồi. Ôi vậy là cái lúc đó thì tâm hồn sống sang lắm luôn á đó. Ủa mà đang hát là thông báo hay là hát xong mới báo? Hát xong. Hát xong hát thì Huy gặp không đang hát rung hiểu không? Vui quá hiểu không? Quên lời. Thằng bé bé bụng bông tiếng em bé đồng của em bé không? Rồi sao anh chạy về từ đâu chạy về? Từ Vũng Tàu chạy về 2-3 tiếng. Khoảng đúng rồi. Ồ trong trên cái đường đi đoạn đường mà 2-3 tiếng nó làm sao này, cái nó cảm xúc nó sướng nó lân lân cảm giác nó. Có gọi video call không được không? Khó tả lắm. Gọi không được bởi vì Hương đang nằm ở trong phòng không gọi được gì. Nôn nao quá đúng không? Chạy hết tốc độ luôn. Chạy về thì Huy bảo cái anh tài xế chú quay giúp con. Quay con đi đâu. Sau quay thì Huy chạy vào. Đi thôi, đi vào. Cảm giác như là
À, tức là quay cảnh để làm kỷ niệm cho bệnh viện đó, đúng không? Cho kỷ niệm sau này cho con với cho vợ mình. Đúng rồi, đúng rồi. Mình quay về đi để sau này á, để cho con mình coi là nó biết là mình dành tình cảm với nó như thế nào. Ừ. Cảm giác đầu tiên khi mà là anh bế đứa con vô lòng sao anh? Anh sướng. Đúng là sao? Đúng sao này? Giống như rưng nước mắt không? Bà đầu nhìn mặt giống anh không nào? Sướng nhìn kia rồi mà ban đầu nhìn sao cái mặt giống giống Hương hay là giống anh? Mặt lúc đầu thì con đỏ mà thấy mồm mồm giống mình rồi. Có mớm rồi sao anh? Rồi ấm lên nhẹ nhẹ nhàng hay sao? Ấm lên phải ra bảo vợ chụp hình cho hai bố con. Vậy hai lúc mà nó còn, em bé nó còn mềm lắm mà anh ấm rồi phát luôn hả? Ấm luôn. Yeah. Lúc ra sướng quá rồi mình cũng không, không nghĩ được cái gì nữa cả. Ôm con mình là lần đầu tiên vào lòng thì nó đã sốn sang rồi. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó, ngay cái khoảnh khắc đó thì anh có nói gì với vợ của mình không? Rồi không biết nói gì cả. Đúng vậy. Lúc anh nhìn vợ mình thương. Mình thương mà mình biết nói gì. Rồi ôm vào vợ chụp hình cho hai bố con. Ủa anh, quay clip kìa bà được không? Là cái youtuber vậy? Người ta đẻ mà. Quay từ cho vô để ấm con cho chụp hình. Quay đi. Rồi chụp hình vợ. Quay đi khoe. Quay à. Khoe với cha mẹ. Thiệt luôn, ông làm những youtuber thì đó. Đang khúc là định rớt nước mắt. Trong cái quá trình mà là chăm sóc con á, nó có khó khăn không anh? Là hai vợ chồng là cùng nhau chia sẻ những công việc đó hay sao? Bình thường thì Hương thay mặt Huy chăm con ấy, mỗi lần Huy về thì thấy vợ mình vất vả như vậy, buổi sáng mình tranh thủ mình đi chợ rồi nấu cháo cho con. Còn đi chợ luôn hả? Thì thương vậy. Trời ơi là còn trời. Đi chợ ra ngoài đường người ta biết ca sĩ thì sao? Hai bịch khẩu trang. Kể dân dân bịt, lúc đầu bịt khẩu trang sau rồi người ta nhận ra thì cần bịt khẩu trang. Nếu mà như vậy thì anh Huy phải gọi là đảm đang đó chứ. Em nha, em có thể quét nhà, lau nhà, rửa chén, dọn nhà, thậm chí là giặt giũ. Nhưng mà riêng cái khoản nấu ăn thì thôi em thua. Lúc đầu Huy cũng không biết đó, nhưng mà nghĩ thương vợ thương con thì thôi thì mình làm. Giỏi ghê trời. Một người đàn ông tuyệt vời. Hỏi thiệt năm câu nha, biết nấu ăn không? Khoảng thời gian đầu tiên là chắc chắn á, là bé phải bú tim mẹ. Cái việc mà là dùng sữa mẹ như vậy á, là nó có thuận lợi không anh? Hương thì cái đầu tiên là hơi to. Con là không bú được à. Mỗi lần mà ấy là phải bỏ vắt sữa đó. Mà thấy tội lắm. Nhiều khi 3 tháng 7, 4 tháng mà cứ đi thích đi với bố đó. Nhiều bữa mà quên đi đem máy vắt sữa đi là tự nhiên vắt bằng tay thì vắt không hết thì người vắt nóng vắt rét thì lại phải đưa đi bệnh viện. Nó có thể bị áp xe. Ủa vậy hả? Áp xe. Cái này là một câu hỏi riêng dành cho các ông bố đang ngồi ở đây. Là hỏi cho trai đúng không? Đúng vậy. Rồi. Ở nhà mọi người gọi vợ mình với biệt danh gì? Lúc tức lên thì gọi ba. Hương thì không thích, Hương chỉ nói thích nghe vợ thôi. Mà mình đang tức lên thì làm sao bắt mình gọi được vợ? Vì em lúc đó đang bực. Vậy là hiện tại bây giờ là anh vẫn giữ cái thói quen là gọi vợ, đúng không? Lâm nè. Lâm thì mẹ mày. Mẹ mày ơi, mẹ là mẹ con á, mẹ mày ơi. Không, dù tì cảm hứng luôn, mẹ mày ơi, mẹ mày. Em thì lâu lâu, ví dụ như là vợ ơi. Đó, chỗ nghe bùi không? Rồi. Lúc mà lâu lâu em hơi bị quậy á, thấy không? Không, em quậy, mình quậy. Xong cái đổi xíu, mày tao. Không, mày tao cũng đôi khi cũng có, vui mà. Mày tao những lúc mà tỷ nhi lần hay lắm đó. Cái đó em cũng biết nha. Thêm một cái câu hỏi nó khá là tế nhị nữa. Hỏi kỳ vậy, hỏi hoài vậy. Chuyện người ta mà sao hỏi hoài vậy? Ủa cởi tôi lên đây. Quan trọng là cái nhiệm vụ đây nè. Ủa hả? Tư vấn. Quên. Hỏi. Trong cái lúc mà là chị bầu. Vừa sinh xong ra thì tự nhiên là mình thường phải kiêng cử một vài tháng chứ đúng không? Anh kiêng cử mấy tháng? Không quá, cử mày chắc không quá. Làm sao được, bởi vì đàn ông nhu cầu hình như là cao, em biết. Khoảng hết tuần là anh khoảng được khoảng 7 ngày hả? Rồi ghê vậy. Bắt đầu khó chịu rồi. Rồi sao anh lúc đó là sao? Lúc đó chị mờ thì vừa sinh xong. Ngại không? Cảm giác ngại không? Vừa sinh xong thì như bác sĩ bảo là không được. Mấy tháng? Ít nhất là phải một tháng đó. Ít nhất là phải một tháng không được đó. Anh còn nhớ khi nào không? Còn nhớ. Nó nói là ngày quá. Có đâu, bình thường nhẹ nhẹ thôi. Đến tháng đó. Trời ơi, vậy là 10 ngày. 10 ngày. Trời ơi, vậy là 7 ngày. Chắc phần tâm đó. 7 ngày, trời nhỏ mới đẻ 7 ngày. Người vợ mà vừa mới sinh xong đó nha. Có một cái cảm giác mà là em nghĩ rằng đa phần đàn ông chúng ta hay bị bỏ quên là các chị rất bị tự ti về cơ thể của mình. Đối với lại những chị mà là bị rạn da đó, cái cảm giác khi mà là vừa sinh nở xong, tự nhiên nhìn cơ thể của mình nó không còn như xưa nữa, nó các bà rất là buồn. Đúng. Nhưng mà là đôi lúc nha, các ông thì lại không có nghĩ nhiều tới cái vấn đề đó mà chỉ nghĩ cho bản thân mình thì giờ sinh xong rồi đúng không, em nghĩ cũng khỏe rồi đúng không, thì bây giờ thôi thì mình cứ bắt đầu sinh hoạt lại bình thường đi. Có rất là nhiều trường hợp chính vì cái sự không quan tâm đó mà vừa sinh xong
Đùng xong cái vài tháng khi mà con chưa được 1 tuổi nữa, gia đình bắt đầu xảy ra lục đục và sau đó là tự nhiên đùng xong cái chia tay luôn. Đó là một cái mà là Trai hy vọng rằng là các ông bố, mọi người nên hãy nghĩ về người vợ của mình cũng như là người phụ nữ của mình nhiều hơn tí xíu. Cảm xúc của họ khi mà sau khi sinh xong sẽ như thế nào? Ở nhà chắc vợ trai hạnh phúc lắm hả Trai? Không, chửi hoài à. Chửi cả ngày luôn. Ủa sao mình nói chuyện sâu sắc, thấu hiểu người phụ nữ quá mà sao chửi vậy? Biết tại sao mà là Trai biết suy nghĩ như vậy không? Sao? Bởi vì là nhờ vợ chửi. Chửi à? Đúng vậy, chửi từ sáng cho tới tối. Dạ. Bà mà không chửi em cảm thấy em đó ăn cơm không có vô. Đó ăn cơm không có vô. Giờ tới một cái mục mà là anh Huy phải hứa với tụi em, anh phải nói thật. Mục này mang tên là vợ tôi vô số tội. Thương thì có ba cái trạng thái. Một là trạng thái lúc đầu mà đang có bầu rất là dễ thương. Khi sinh xong rồi thì cũng không để nỗi xấu mà cứ hay bắt nạt mình. Có chuyện gì là đem con ra là mình ồ ào thôi, em là nhất, em là nhất. À, cho xong. Ví dụ, anh đem ví con dụ ra một đem cái con đi. Sao anh? Em cũng không ra. Ví dụ cãi nhau cái chuyện gì đó. Thì ba nó cày có con rồi đó. Ông cua tôi xong rồi ông làm tôi có bầu có con. Rồi tôi già tôi xấu. Rồi bây giờ hả ông dở nói chuyện với tôi như vậy. Tôi biết mà ngày xưa tôi nghe lời ba má tôi dặn dặn vậy đó phải không? Kiểu mà bực bội mình đem con ra biết mình cần con hay ăn hiếp mình. Ủa hiếp mà đem con ra ăn hiếp. À đó cái kiểu mà kiểu như là biết điểm yếu. Bây giờ mới lòi điểm yếu. Bây giờ tôi mà không ăn hiếp ông được phải không? Thấy mình thương con ghê phải không nè. Dạ muốn sao nè. Vợ em không có như vậy. Vợ em thẳng thắn lắm, có gì là nó thẳng cái đó à. Một là em phải sửa, còn hai em buộc phải sửa. Em buộc phải sửa. Chứ không, không có được lựa chọn. Mình không nhỏ có ghê chọn. Luôn. Mình đổi mục đi ha. Mình qua một cái mục mà là chắc hẳn chị đang ngoài nghe cũng sướng lắm anh. Đây là cái mục được gọi là tự thú. Là tôi vô số tội. Anh cảm nhận rằng là mình có thiếu sót gì và cần cải thiện hay không? Lại một nút trầm. Thôi trầm quá, người đàn ông tông trầm này sao? Mình thiếu sót mà mình nói vui, nói to qua server nghe. Dạ không sao đâu. Không sao đâu. Em có hệ thống cách âm ở ngoài. Vợ anh không nghe, vợ anh đang đeo headphone ở ngoài rồi. Em rất mong là các anh chị đang ở phía ngoài, các anh chị nhân viên á, dẫn chị vợ đi ra phía ngoài uống cà phê đi. Dạ. Ha, xong đi rồi có gì thì em gọi lên đây ha. Dẫn cảm ơn mọi người. Dạ. Dạ. Vô kìa. Mấy chị áo. Ủa phải à? Các bạn nhân viên. Đôi khi cùng gặp anh em bạn bè thì ăn nhiều. Nhậu. Đó, không cho. Này kia. Không cho. Thì đem nhậu. Con ra đây kiểu để cho mình ở quay nhà thôi. Chị không đâu ngoài vậy? Sợ. Này sao chị theo không? Không ấy, ai có. Biết được ngoài. Vợ với con đang đi. Trời ơi, con nè. Hèn gì đó chuyện mà đi. Gì đó, nhậu nhẹt. Tự nhiên nó nói xong cái lá hồi tiên mở cửa mở ra. Đi về, không quay nữa. Cửa mở ra mà tàng ngắn cái là tự nhiên cái hai anh em mình mất xô. Thường thường thì Huy biết là các ông bố mà ai cũng rất là tâm lý ở ít nhận số lại này. Hoặc là công việc thì sẽ ở nhà với vợ, nhưng mà Huy thì lại nhận Huy thích hát mà. Dạ đúng rồi, ta thích hát. Với lại bây giờ không đi hát rồi tiền bạc ở đâu để về nuôi vợ nuôi con. Đúng không anh? Huy thấy về mà Hương thì đó là một trong những cái thiếu sót mà anh đang muốn mình dần dần thay đổi. Đúng không ạ? Giờ Huy sẽ cân bằng lại và giữ được cái ấy hơn, mình sẽ sắp xếp lại. Vậy ngoài cái đó ra còn cái gì nữa không nè? Ngày trước thì ví dụ mình nghệ sĩ thì mình lên khẩu thì thấy gái đẹp mình hơi thích nhưng giờ mình muốn thích đâu đúng không? Ông này là chuyên gia ở dưới hiểu không? Có ai dưới lên đâu à? Lên rồi lên gái lên ôm hung này nọ tặng bông. Bây giờ còn chưa đúng không anh? Con lên sân khấu thì con, nhưng mà từ khi cô vợ rồi là mình không có cái nảy sinh thích ai cả. Cái đó là một trong những cách giao lưu với lại các bạn khán giả mà giữ kết nối với lại các bạn khán giả. Hồi trước thì thoải mái. Được, bây giờ thì lên mọi người. Được rồi. Tới đó rồi dừng thôi nha. Rồi đưa đi. Anh có nói lại con trai của mình, con lớn lên có gì thì đi theo ba. Ba dẫn đi cô gái đúng không? Cô đọc có nhưng nói trêu thôi. Sau này cứ thấy gái đẹp để cho con. Mình trêu với mẹ nó khi mình tức này. Thì gà đẹp cho con chén hết. Kiểu, kiểu mình treo vậy đó để cho chết rồi chết con rồi. Con của em không thích như vậy à? Mượn con treo, bà vợ em cũng mượn con để dằn mặt ông này. Còn ông này thì cũng mượn con để mà treo bà vợ. Đứa con là cầu nối rất quan trọng. Quan trọng. Chủ chốt, ghê thương. Và ngay bây giờ thì sẽ là một món quà dành tặng cho anh Huy. Xin mời anh Huy hãy hướng mắt lên màn hình ạ. Trong thời gian mang bầu thì Hương không còn được đi lưu diễn cùng với anh.
như lúc mà Hương chưa có bầu. Hương còn nhớ một cái kỷ niệm đó là lúc Hương không có bầu được 7 tháng thì anh hôm đó thì là đi diễn ở Hà Nội 2-3 ngày rồi. Anh cũng biết là Hương rất là buồn khi phải ở nhà một mình và xa anh. Anh đã âm thầm đặt vé máy bay cho Hương, lúc đó là 2-3 giờ chiều thì mới nghe một cuộc điện thoại của anh gọi. Nói là anh đã đặt vé máy bay cho Hương để Hương bay ra cùng với anh mà giấu gia đình. Đó là một cái kỷ niệm mà đặc biệt lúc Hương mang bầu mà Hương rất là nhớ. Còn trong lúc mà Hương kỷ niệm mà lúc mà Hương sinh á, cái ngày mà Hương sinh là cái cảm giác mà khi mà Hương sinh á thì anh lại không có mặt ở đó mà anh lại diễn ở Vũng Tàu. Nhưng mà khi mà nghe tin bác sĩ gọi là Hương đã sinh rồi thì lúc đó cũng rất là may là anh vừa diễn xong thì anh đã cấp tốc để chạy về cho kịp bệnh viện để thăm hai mẹ con. Khi anh về tại bệnh viện rồi thì Hương vẫn còn đang ở trong phòng là phòng hồi sức á. Sau đó y tá đẩy hai mẹ con trên cái lan can ra thì rất là cảm động vì nó là đã thấy anh đứng đợi sẵn ở ngoài cửa rồi. Anh rất là vui, nói chung là cảm giác lúc đó của anh là rất là hạnh phúc. Mắt anh thì rưng rưng. Một hai ngày sau sinh á thì vô tình Hương mới cầm điện thoại của anh là Hương có thấy anh quay lại một cái đoạn clip kỷ niệm lại cho con và vợ để làm kỷ niệm sau này đó, là anh nhờ cái em tài xế quay từ khi anh vào bệnh viện. Vậy bà. Để ra cái y chang bố nè. Anh thì thật ra là cũng không có cái tật xấu hay là có cái gì cả. Nói chung là anh Huy rất là tốt, rất là thương vợ con. Lúc trước thì chưa lập gia đình thì anh khác. Có thể là anh vẫn còn ham chơi, vẫn còn chưa quan tâm đến gia đình nhiều. Nhưng mà khi mà anh có gia đình rồi thì anh rất là thương vợ, thương con. Và cuối cùng là những lời mà Hương muộn chương trình để nhắn gửi đến anh Huy. Chồng ơi, vậy là mình đã hạnh phúc bên nhau được 2 năm rồi. Khi đó vợ mới có 24 tuổi thôi. Bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn thì chúng ta đều đã trải qua cả. Vợ thì rất là vui vì đã làm được điều mà chồng và gia đình chồng mong muốn. Đó là sự ra đời của Hoàng Phi Hùng, con trai của mình. Vợ biết là trong cuộc sống thì không thể nào được tránh khỏi những cái niềm vui hay nỗi buồn cả. Nhưng mà dù niềm vui hay là nỗi buồn thì vợ và con cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh chồng. Con đường mà chồng đã chọn á, đó cũng là cái điều mà vợ đã định sẵn trong cái cuộc đời này rồi. Chúc chồng luôn luôn thành công trong sự nghiệp, mãi mãi là được sống để hát, để mang lời ca tiếng hát đến cho tất cả mọi người và ngày càng thành công hơn nữa. Vợ yêu chồng, vợ yêu chồng. Cảm ơn vợ nhiều. Chồng biết vợ thương chồng và chắc chắn thì chồng sẽ là một người cha và người chồng tốt để cho vợ vui, vợ hạnh phúc. Vợ yên tâm nha. Vợ yên tâm nha.